Xin chào. Ngày hôm nay thì Mộc Miên lại tiếp tục đem đến cho các bạn một chiếc loa đến từ hãng âm thanh JBL của Mỹ. Đây là một chiếc loa di động cầm tay với hình dáng siêu nhỏ bé như bạn có thể thấy đây, mang tên là JBL Go. Các bạn đã sẵn sàng để cùng với Mộc Miên khám phá em nó hay chưa? Ngay bây giờ thì hãy cùng tìm hiểu nhé. Let's go. Đi từ thiết kế của JBL Go thì đây là chiếc loa có thiết kế rất nhỏ gọn, chỉ là một chiếc hộp hình chữ nhật có thể nhét vừa vào trong túi áo của mình. Loa có chất liệu bằng nhựa cứng và không có khả năng chống nước. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều màu sắc khác nhau để cho các bạn có thể lựa chọn phù hợp với cá tính riêng của mình. Trên loa có các nút chức năng như là nút nguồn này, nút kết nối Bluetooth, nút tăng giảm âm lượng và nút trả lời cuộc gọi. Bên cạnh loa sẽ là một cổng 3,5 ly để kết nối với dây nguồn phát nhạc và một cổng micro USB để sạc. Loa cũng được trang bị một micro để trả lời cuộc gọi. Nhìn chung thì đây là một chiếc loa có thiết kế đơn giản và đề cao tính di động. Còn về chất lượng âm thanh và thời lượng pin thì JBL Go được trang bị một driver 40 ly cho âm lượng tương đối là lớn so với kích thước của nó. Bass trên JBL Go khá là nhiều, tuy nhiên thì không xuống sâu được. Âm mid và chest vẫn giữ được độ trong trẻo mà không bị bass lấn quá là nhiều. Chất lượng cuộc gọi trên JBL Go cũng khá là tốt, cả người gọi và người trả lời đều có thể nghe rất là rõ. Cuối cùng là về thời lượng pin, thì theo nhà sản xuất, chiếc loa này có thời lượng pin lên tới 5 tiếng. 5 tiếng không phải là một thời lượng pin quá là ấn tượng, tuy nhiên thì với một chiếc loa di động nhỏ gọn như thế này thì 5 tiếng là quá đủ rồi. Với một thiết kế rất là nhỏ bé thì chiếc loa này cũng sở hữu một mức giá vô cùng là bé nhỏ, chỉ 790.000 đồng cho một chiếc loa di động cầm tay siêu tiện lợi và tích hợp rất nhiều tính năng trong đó. Các bạn còn chần chờ gì nữa mà không zing ngay em nó về cho mình. Còn bây giờ thì thời lượng của video ngày hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.